Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh bất động sản Dũng Villa nha. Hôm nay em sẽ quay và gửi tới anh chị một căn nhà biệt thự tọa lạc tại đường số 10, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha. Căn nhà thì có các thông tin cơ bản như sau. Bề ngang căn nhà là 10m, mở bề sâu là 20m nha anh chị. Căn nhà có thiết kế là một tầng hầm, một tầng trệt, hai tầng lầu và một sân thượng nha. Căn nhà đang được gia chủ trả cho thuê tại tháng 10 năm 2023 là 90 triệu đồng trên một tháng nha anh chị. Căn nhà có địa chỉ là 43 đường số 10 nha anh chị. 43 đường số 10 khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha. Đường trước nhà thì có lộ giới rộng 12m nha anh chị. Tiếp theo thì em sẽ đưa anh chị vào tham quan nội thất cũng như là toàn bộ căn nhà nha. Căn nhà này rất phù hợp để vừa ở vừa làm văn phòng nha anh chị. Đây là tầng trệt căn nhà nha anh chị. Em sẽ quay để anh chị hình dung thực tế, để khi chúng ta coi video thì là sẽ thực tế nha. Thì anh chị nếu mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0909 114 986 nha. Em sẽ dẫn anh chị toàn bộ các căn nhà thuê và bán tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha anh chị. Và vị trí thì là căn nhà có vị trí vô cùng thuận lợi. Căn nhà chỉ cách Lotte Mart khoảng 300m nha anh chị. Lotte Mart quận 7, trung tâm thương mại. Còn liên kết vùng thì là khu Him Lam sẽ liên kết các tiện ích như là quận 1, quận 4, quận 5, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, và chỉ di chuyển đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 2km nha. Em sẽ quay chi tiết và sẽ bật nhạc lên để anh chị tham quan nha. Bộ bếp của gia chủ thì rất chi đầy đủ nha. Toàn bộ tủ lạnh, lò vi sóng, máy rửa bát, bếp điện, bàn ăn. Căn này anh chị chỉ có xách vali và ở thôi nha. Chủ nhà thì là sẽ đi nước ngoài nên là trả cho thuê. Tiếp theo thì em sẽ đưa anh chị lên tham quan lầu 1 căn nhà. Lầu 1 là sẽ có 3 phòng nha. 2 phòng ngủ và 1 phòng đọc sách. Nhà vệ sinh rất cao cấp nha anh chị.
Tiếp theo đây là phòng ngủ master nha, của lầu 2. Nguyên một tầng này là anh chị gia chủ là chỉ thiết kế một phòng ngủ thôi nha anh chị. Phòng ngủ, bàn làm việc và phòng nhà tắm. Em sẽ quay rất chi tiết để anh chị tham quan. Toàn bộ đồ là chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nha anh chị. Đây là khu vực nhà tắm. Đây là sân thượng của căn nhà nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Nếu anh chị cảm thấy video hay và hữu ích, có thể like và đăng ký kênh giúp em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.